Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Bảo Bảo đây, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục chơi trò chơi kết hợp Mergi Blue Monster Bathroom. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Các bạn hãy xem hết video và ấn like, đăng ký kênh và cho mình một chia sẻ để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Video chỉ mang tính chất giải trí vui vẻ, xua đi những căng thẳng mệt mỏi hàng ngày, không cổ vũ cho những hành động bạo lực đi ngược với pháp luật của Việt Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi game thôi. Kết hợp xong rồi, chuẩn bị, let's go. Xông lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên anh em ơi. Người máy robot tấn công, yeah, thắng rồi. Còn người máy này, hai chân có đi bánh xích các bạn ạ. Như kiểu là xe tăng, máy xúc, máy ủi các bạn ơi. Chạy thế nào, cẩn thận bức tường đen kìa. Chìa khóa, ăn chìa khóa đi, ăn chìa khóa đi. Chìa khóa kia đừng để sót cái nào, ăn đi, ăn đi. Ui, sót mất hai cái các bạn ơi. Tiền, đừng nhầm tiền với quả lựu đạn. Úi giời, úi giời. Cái búa này, cái búa này, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Úi giời, ui, tí nữa thì ăn một búa. Một búa là bắn bay ra khỏi đường dây luôn, đường chạy luôn. Về với đội của anh nào. Ok ok, được một dương tiền rồi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận đấy. Úi giời, úi giời. Cột đinh này ghê lắm, chạm vào phát ngoẹt luôn. Úi giời ơi, nó thở ra khi đọc này. Kinh quá, kinh quá. Chạy qua phải bịt mũi các bạn ạ. Máy cưa, máy cưa, máy cưa, máy cưa, máy cưa. Úi giời ơi, thôi, cưa chết một người rồi. Ê, mấy đen này. Hy vọng về kia không gặp con Rambi nào. Gặp là thua luôn tại chỗ ấy. Đường này dài thế nhỉ, lằng ngoằng lằng ngoằng. Thôi hết tiền để lấy cái dương này rồi. Được một chìa khóa. Ấy ấy ơi, tí nữa thì cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ôi rồi, về chiến trường rồi, về cái nơi quen thuộc rồi. Kết hợp vào nào, kết hợp thành ong thôi. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Ok ok ok, được hai chú khủng long hồng rồi. Nhân vật chính, nhân vật người chơi. Kết hợp ơ, nhầm à, nhầm à, nhầm này. Ok, ba bộ p poppy, tấn công đi nào anh em ơi, tấn công đi. Cố lên, cố lên, cố lên nào, cố lên, cố lên nào. Thôi, thôi, thế mới đen nè. UB đội bạn mạnh hơn các bạn ơi. UB đội bạn có cái gì chứ? Một, hai, ba, let's go, chạy nào. Cộng 5 đi, cộng 5 cho nó nhiều. Ấy, cẩn thận, chạy khéo nào, mắc phát là đứng lại luôn ấy. Cộng 5 tiếp. Đánh ba con 5 đi luôn. Cẩn thận, ui, mắc một người rồi, mắc cái khéo lại luôn. Lại cộng 5, sao là trận này cặp cộng nhiều thế nhỉ? Ui, đi đường toàn chết thôi. Đứng dọc, đứng cái xem ngang này. Ăn búa men tường hết, đấy, lại ăn búa. Thoát đâu được, rồi, thôi, thế mê ăn này. Tưởng thế nào. Cẩn thận anh em ơi, ơi rồi, ơi, ôi, ui, ui rồi, ui rồi, ui. Lượn lách kinh quá, đi về đội của anh nào, về ra khi lượn lách nhá. Cẩn thận cái búa đấy, đập cho một phát thì mà. Chiến đấu đây, lại thêm hai nữa, về đội của anh nào. Ít ít này dễ đi. Làm 5-7 người xếp hàng ngang, chạy sao tránh được. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Ok, lại được một dương nữa rồi. Lại về nơi chỗ quen thuộc rồi. Lần này ta không thể thua được các bạn ạ, kết hợp thôi. Xin thêm ít more baby cookie ra nào. Kết hợp thành chị ong nâu nâu nâu, xong rồi thành khủng long hồng. Ok, đây rồi đôi giày. Ta đã có 4 robot, người máy robot rồi. Thêm một người máy robot nữa các bạn ơi. Wow, búp bê.
búp bê màu tóc màu tím các bạn ạ. Búp bê này mạnh hơn một cấp nhé. Xin thêm một búp bê nữa nào. Búp bê Poppy. Chuẩn bị tấn công. Cố lên, cố lên, cố lên. Có lẽ nào chúng ta lại thua trận này nữa. Cố lên nào. Cố lên nào, cố lên nào. Giết chết búp bê rồi bạn đi. Yeah, thắng rồi. Bắt đầu chạy thôi. Chìa khóa khi ăn chìa khóa ở sảnh. Sảnh mất cái, hai cái sảnh. Úi giời. Ngoại sảnh mất hai cái chìa khóa đen nhỉ. Tiền, tiền, kim cương tím nào. Ruby tím. Kim cương tím. Búa, búa gì búa. Sao cái búa không dám ăn các bạn ạ. Ăn ăn so một búa thì thôi rồi luôn. Ngoại. Bẹp như con rán. Nạt như con nhái. Cái khí độc này không tránh nó đâu được các bạn ạ. Chớ dĩ phải chui qua. Cây cột đinh này không làm khó được ta đâu. Ta đã đi rồi, quen rồi. Tránh đơn giản thôi. Cẩn thận khí độc này. Bịt mũi lại, bịt mũi, bịt mũi lại. Bịt mũi lại rồi, chạy qua không sao. Ok, đây rồi, đôi giày. Úi, úi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Úi, chạy nhiều quen rồi, chạy nhiều. Úi, chạy nhiều, úi thôi, trời ơi, vừa nói xong. Thế là mất hết, còn được một người à. Đấy, mới gặp zombie rồi, cụ đi, nha. Lại trở lại Phật đừng có con zombie nào. Đường thì cong cong vèo. Úi giời, tận kia, úi mày quá. Không có con zombie nào. Khổ thật. Cẩn thận cái búa. Úi giời, lượn lách qua cái búa đi. Rồi, thoát nạn rồi. Mày quá. Đã về đến nơi. Úi đội bạn có hai con robot người máy. Hai con Kili Willy. Úi con gì đây. Con này con gì các bạn nhỉ. Mình không biết con này con gì nữa cơ. Wow. Hình như con người máy mèo. Mèo người máy sao các bạn ạ. Nhìn giống con mèo lắm. Chả biết con này con này tên là con gì. Các bạn, có bạn nào biết tên thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Con này này nhìn lạ thế nhỉ. Mèo người máy hay người máy mèo. Nhìn giống con mèo ghê. Ta lại kết hợp tiếp nào, kết hợp nhân vật người chơi tạo ra một búp bê nữa các bạn ơi. Một búp bê nữa nào. Ok, ok, một búp bê tóc tím nữa nào, tóc hồng nữa nào. Tấn công đi nào, tấn công giết đội bạn đi nào. Kili Willy này, Kili Willy này, chết chưa, Kili Willy chết chưa. Mình lại thắng rồi các bạn ơi. Yeah. Nhẹ nhàng để xe hàng các bạn ơi. Các bạn thấy mình chưa có hay không? Nếu hay thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh các bạn nhé. Tiếp tục thôi nào, chạy đi, đánh võng đi nào. Ui giời, giữa này nó bơi ra hai bên thôi, chả được cái dương nào. Thế mới đen, các bạn chú ý nha, đừng chạy giữa nha. Một là phải, hai là trái, không được chạy dở ngưng ở giữa. Nó bơm tiền ra hai bên là không đủ tiền là chả được cái nào. Về với đội của anh nào, được rồi, ok, đây rồi đôi giày. Ui thôi, lại bị kẹt vào tường. Đánh nhau đi, đấy, được một chú tàng hình. Được một chú tàng hình chạy về. Ok ok. Linh hồn chạy về các bạn ạ. Wow, con gì đây. Kili Willy, kết hợp hai người máy robot. Được một con Kili Willy các bạn ạ. Ok. Mình xin thêm một con người máy robot. À, đánh luôn ạ, máu nhè. Chiến luôn, không ngại đấy. Mình hơn họ hai con B cơ mà. Ngại gì đâu. Tấn công đi. Úi mèo ơi, mèo đồ bạn đã ngã ngựa rồi. Let's go, chạy thôi. Ui, lại cộng 5 nè. Giống như trận vừa trước, mình chạy không qua rồi. Màn này các bạn ạ. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, có đinh kiểu gì cũng chết. Cứ xếp hàng ngang là chết thôi. Lại cộng 5 tiếp này. Lọt được qua bức tường không? À, lọt được rồi. Lần này nó xếp dọc, không xếp ngang như trước nữa. Lần trước chết ở cái đống búa này. Ây, úi qua một cái, úi qua tiếp hai cái, qua cái thứ ba. Và cái thứ tư qua rồi, ngon quá. Đây rồi đôi giày.
Úi, úi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ui, vẫn bị mắc một. Lại cộng 5 mà. Chỉ cộng 5 mà cộng 5 này. Úi giời ơi, úi giời ơi, chết nhiều quá các bạn ơi. Chia 3. Ok, ok, còn sót 1. Wow, về tới nơi rồi. Bây giờ mình đã về tới nơi. Ta kết hợp hàng Kiwi nào. Wow, siêu nhân gấu phét đi các bạn ơi. Con này mạnh lắm. Rồi bạn có 3 siêu nhân gấu phét đi, 1 chú mèo và 1 Kiwi. Ok, ok, xin thỏ má quá ra nào. À quên, xin Bucky Baby kết hợp thành chị ông nâu 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 nâu. Chị bay đi đâu đi đâu. Con gà trống mới gáy. Ok ok, lại tiếp tục xin nào. Xin kết hợp tiếp ra gấu Freddy nữa đi các bạn ơi. Không kết hợp được một con gấu Freddy nữa là mình thua luôn. Rồi bạn có 3 con gấu Freddy mạnh lắm. Bucky Baby, full Bucky Baby luôn. Kết hợp ra một đàn ông luôn các bạn ạ. Tiếp tục nữa nào. Ok ok ok, khủng long ơi, khủng long ơi. Hết tiền luôn rồi các bạn ơi. Có lẽ là chúng ta phải chiến đấu thôi. Cố lên nào anh em ơi, cố lên, cố lên nào, cố lên nào, cố lên, cố lên. Còn một chú mèo tôi, yeah, thắng rồi. Mình đã thắng rồi các bạn ơi.